À, lấy ký cơ cũng được, tại vì thôi. Dạ. Bạn ký bằng ký cơ mà. Dạ. Để ra luôn rồi. Dạ được. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo nha. Của em. Sao chiều nay đổi tay liên tục vậy ta? Thôi bà chú ngồi luôn đi bà chú. Ký cơm, ký cơm, ký cơm. Ký cơm. Em đang ở là 415 Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Dạo này bà chủ bà sợ đang lên mạng nhiều. Dạo này bà sợ đang lên mạng nhiều nên là em hạn chế đen lại nha. Các nền tảng mạng xã hội bởi vì bà sợ nổi tiếng. Thứ hai nữa là bà sợ bà bị sinh hư. Em nào sợ sinh hư, mọi người tự nhiên đưa đẩy vậy tự nhiên. Hả? Ồ khách quá trời kìa. Không chịu thử xem chồng nó không. Lấy cái. Thấy chưa? Tôi đi không chịu. Cửa hàng gì đó, chất lượng cao đó nè. Sợ chinh hư nên là. Ủa? Cao, chinh hư, trời. Trái bự vỏ dày. Trời ơi. Nay là trái bự vỏ dày nè. Cơm đi chứ nay vỏ dày quá. Mềm hết anh. Em trai ơi cơm, thử cơm đi còn muối cháo muối nha em bỏ ra. Cơm nó ngọt, nó béo rồi. Trời ơi, xong rồi. Đó, ai nói buông sầu riêng lời lắm đây. Vậy mà đòi xin hư. Chỗ nào đó, khui cháy. Giờ bá đang tử hư sao? Món ai cho hư trời đầu. Trời, trái sầu riêng, khui trái sầu riêng ra được cái muối à. Rồi, còn lại hư hết. Đó, khổ lắm. Hư mà cái trận nào không cho ta hư. Cái khác cho anh này đi, tức là cái này mới có 2 lạng. Nó mới có 2 lạng cơm. Trời ơi. Cái 4,5 kg là 2 lạng cơm. Trời ơi. Trời ơi, trái sầu riêng được cái nhiêu đây? Lời quá trời luôn, trái sầu riêng nó 7 kg hả? Vậy mà đòi sinh hư. Hết rồi chú gần cầu đi. Rồi, tiếp tục lắc đầu. Xong, ừ, hai trái. Đang dướng dướng gì vậy? Nó đang đi vô. Lại dướng dướng gì vậy? Nó đi ăn cháo. Tội nghiệp cho nó đi ăn cháo. Ôi, gấp quá trời luôn. Thôi đi bà chủ ơi. Trời ơi kìa. Con chạy trước cho mẹ bà. Mẹ chạy trước cho mẹ bà. Để đây Dũng ơi. Để cho đủ clip Dũng ơi. Ăn đi. Ăn cháo ăn trúng thì cứ ăn đi. Ra lụi bụi làm gì? Lỡ tay cái này lính lát thì để cho chủ làm, chủ cả đồ làm chứ chủ cả ở không biết là sinh hư. Rồi, cân luôn, coi nhiêu rồi. Vô hầm tính ơi. Tí đúng luôn hay quá, một chút à. Hơn 5.000 anh. 135.000. Video mới nhất luôn nha ông bà cô chú, mới tanh xà banh luôn á. Tới hai. Vô khô cho em gái vậy. 35. Em gái 200.000 thì cơm á chị. 300.000. 200.000 tiền ruột sầu riêng. Dẻo dẻo. Thêm mềm. Không ngọt. Phụ nữ á. Phụ nữ cái ngọt nha, giống như bà lai này ngon mà bà ăn ngọt. Trời ơi. Trứng. Trời ơi, bữa nay thợ khui nó nói giống nói là bà chủ lai đàn ông kìa. Chết không? Khui sầu riêng thì được, đừng có nói bậy nha. Ông nói sớm giờ tụi nó kêu là biết đâu à, em đi mấy tháng, nó kêu đi tháng mấy tháng.
Đi Thái mấy tháng hả? Chừng vài tháng mà anh gặp ba chừng, không gặp ba chừng 2 tháng là biết rồi đó. Là khác liền đúng không? Rồi trái nhỏ nhưng mà có gì Thái không? Nào đi. Trái nhỏ nhưng mà nó võng mỏ. Là vỏ mỏng á ông bà cô chú anh chị. Kiếm trái nhỏ 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 nhưng mà nó vỏ nó rất là mỏng luôn. Thấy giải quay nhưng mà giải quay này không thành công. Ăn cháo đi, cháo đi. Trời ơi, đang khui. Dạ, rồi. Khui hết cái kia hết 480.000. Trời ơi, đã quá hả? Đúng 200.000. Chưa đủ 160 à? 160 à? Nữa gì đó. Dạ. Rửa đi. Trái nhỏ nhỏ mà được 2 năm học. Thêm trái nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà nữa thì hay bỏ qua học khác nha. Ừ. Đẩy cái đẩy cái kia lại đi bà chủ. Ra cái nắp anh đó. Lấy hộp nữa đi. Hộp nó 2 hộp mà về cho nó đã. Có gì? Đi. Đang nhộn nhịp Dũng ăn cháo vô xong á. Dũng ra giải tán đám đông rồi. Dạ. Dũng ra giải tán đám đông rồi. Thôi trong lúc chờ đợi bà chủ mới đợi mít tha mít đỏ nè, mít đỏ ở quê. Hôm nay sầu riêng quá trời luôn á Đạt ơi. Dạ. Hôm nay quá trời nhiều. Nay lên quá trời nhiều à? Đứa nào hôm qua chọc hôm qua nói là chưa có nhiều đó. Đâu có, con có vợ nhưng mà con chưa có người yêu. Có vợ rồi nhưng mà chưa có người yêu đúng không? Thiếu đúng không? Hôm qua qua Đạt có người nổi tiếng đi tìm. Chiều mới lại nữa. Chiều mới lại nữa hả? Trời ơi, chả là cái chị đó thích My rồi. My mới coi lại nha. Mua sầu riêng mà chỉ mua từ từ à, đi ngày đến 2 lần là được rồi, ngon lành. Không có được, chén này không có được. Hả? À, chén này không được à? Vậy là Đạt, vậy là bà chủ bên bà bướng Đạt là đúng rồi. Có mối cứ tới ăn sầu riêng liên tục. Ngày ăn 2 lần, lần ký. Hả? Tối nay hâm nóng mà. Rồi xong rồi. Vậy là do ông YouTube đúng không? Cái gì đã có lợi, bây giờ mình cứ lợi sao được. Cái gì đã có lợi.
À, hai. Mà tư tờ 500 không? À, mấy bữa nay hả? Bữa nay khách vô mua đưa tờ 500 không hả? Đưa tờ 500 không thì mừng chứ sao? Hả? Bữa nay được tăng lương. Bữa nay là công nhân viên chức được tăng lương. Ừ. Trời ơi. Cô giáo, thầy giáo rồi, nói chung là công nhân viên chức được tăng lương. Trời ơi. Mới chặn hả? Bao nhiêu phần trăm đó chứ không? Ấy là tăng tới hình như là 30-40% rồi đó. Công nhân viên chức. Tính ra nãy tính đi ra mà đi ra cầm cầu thôi, giờ phải nhảy cầu. Nhảy cầu luôn. Nói tăng lương phải nhảy cầu. Hôm công nhân viên chức hôm nay được tăng lương nè. Bùng. Mất ngọt anh ha. Mít được ngọt, mít ngọt. Muối nhỏ ngọt. À. Giờ tôi trồng mít đỏ rồi, mấy cái mít nhỏ dẻ chắc hơn. Giờ rẻ lắm rồi. Giờ nó ngọt hơn cái kia, nó ngọt còn mấy cái ngọt khác. Dẻ chắc hơn. Nói gì chứ bà chủ vậy mà mấy nhân viên nó kêu là đi biểu bà đi Thái. Em nói là mấy anh em nhân viên khui chầu riêng tạo khui rồi. Đoạn này là mình coi cảnh ăn mít nha ông bà cô chú. Lột ra ăn đi chứ để hoài tủ lạnh là nó đâu có. Giờ thành mít sầu riêng rồi. Đúng rồi. Nãy cái hộp với mít không rồi, giờ hộp này là mít sầu riêng. Cái hộp này là mít sầu riêng nè. Không, nó mít này ngon thiệt nè. Mít này ngọt. Anh biết sao ngọt kiểu gì không? Chúc. Giống Indo này nó ngọt, nó giống Thái. Cái Indo vậy á? À, nó giống Thái vậy nó không ngọt mà. Ăn mít mà nhớ con bé bấm mít. Mà cái này muối nhỏ, trái này nhỏ ăn ngon hơn mấy cái trái bự đó ăn thôi lạc. Hồi ở ngoài quê á, mỗi lần đi học về á, nhà có vườn á, nhà nào cũng có cây mít á. mít là mít cổ thụ nha, mấy mít bự bự quá. Mà trái ngày xưa là mít ráo, mít ướt, mít mặt rồi đó. Trời ơi. Ở dưới em có cây mít mà mít trái nhỏ nhỏ nhỏ. Đó. Em nói trái mít mặt thế hả mẹ hai? Không mà. Muối đặc lập luôn á. Chỉ cần nhẹ đó nha, cái cùi, nhưng mà ở miền Tây là thường thấy bà con thường ấy cái mít nhỏ nhỏ không à. Vô nè. Khách chùa, bà chủ ơi. Khách chùa, Mà, hôm nay bà chủ đang khui được khoảng 1 tấn à. Ôi, đó ông ơi, Dũng ơi. Dũng đi, Dũng ơi. Dũng đi, Dũng. Lột mít rồi. Lột mít rồi. Bà chủ lột mít cho nhân viên ăn nha. Chồng qua tao lột cả trái. Qua lột nguyên cả trái luôn rồi chủ. Tốt rồi. Ba hai hộp cho nó. Hả? Không, tao lột cả trái vậy. Đây, vô Dũng ơi, một chiếc cơm kìa. Chiếc cơm mà Dũng. Liên ngang cỡ đó mà nó có chiếc cơm như vậy. Hư chắc. Má đòi mua G63 để chở sầu riêng thế chứ. Cái cơm đó anh trai. Cái gì cũng muốn một lần hư hả? Nó hư dễ mà. Không hư cũng khó. Không có tự mà hư được phải không? Giờ phải có người đủ rê. Có người nào mai cho em có người rủ rê hơn nhiều không? Anh ơi, có người rủ rê. Ừ, có người rủ rê là hơn liền. Sa ngã. Em thấy cái này nó không ổn rồi đó. Cứng không? Sao không? Nãy giờ thấy nó mềm mềm. Không ổn là đổi liền. Anh đừng có buồn buồn đang lên là tốt giữa tụi cái hiếu nghĩa. Người rủ rê. Cái gì? Hôm qua anh Dũng mới nói rồi. Chết
Qua Dũng nói rồi, có nhiều chị nói là vô là khu sầu riêng nói dẫn cho được. Chứ đừng có nói tầm bậy. Hôm qua là em kêu bà chủ đi tìm gì đó, bà chủ tiễn gì đó. Hôm qua đó Dũng. Có. Tiễn gì rồi á? Tại vì giờ nét nghe cũng qua mất. Hôm qua em nói qua. Chút nữa coi clip đi nhớ lại. Anh gợi ý là qua mà đứng đây mà nói kêu bà chủ cô mấy chút nói chuyện với cô ngoài kia đó rồi mình đó. Nói qua nói lại á không nghe lúc đó chỉ coi trên clip thôi. Không, nói chung là con nói gì nói sạch sào nhưng mà con nói giỡn, mà cô chú anh chị đừng bắt con quá chết con đừng luôn á, con chỉ khịa khịa vui chứ không có ý gì đâu mà ý xấu gì đâu mà tâm còn tốt lắm chứ bà chủ muốn làm gì bà làm chứ ô anh kêu bà chủ chưa có người yêu rồi. Cái kèo này rồi lấy điện thoại ra tới công chuyện nữa rồi cái kèo này hình như bữa có vô rồi đúng không bà? Vô chưa? Chưa đủ ký thôi. Chưa đủ ký. Đủ không? Đủ ký anh đó. Trứng nhỏ nhỏ phải không? Thơm thơm là được đúng không? Cứ cơm sẵn đó cho em ăn thử đi. Cái kèo này em cũng không biết xử lý sao. Bấn quen rồi mà không? Mềm. Ký nữa kìa. Cái này đủ chưa? Ký nữa. Hộp này đủ rồi nè. Lấy ký đó không? Cái bự. Bít. Núi lên bít. Dạ. Bự. Cần sao là... sao anh cái bự lấy cái to cho anh. Ngãi cái trái bị bự anh trai thêm một ký nữa. Có cho nhỏ chưa kìa. Này hôm nay sẽ hết giờ này không có ra lấy tiền nữa chứ. Chú à rau à? Là... à nó đâu rồi chứ? Giờ anh đứng anh thấy chờ lâu quá. Đâu mới vô mà. Đó bình thường anh chờ đợi chạy ra mà hỏi vậy. Trời ơi, trời gấp quá rồi, mắc gì rồi. Mắc môi. Giờ số lượng sầu mai bà chủ đầu tư cho Đạt đi học tiếng nước ngoài đi nha. Học tiếng nước ngoài đi. Đấy, lấy hết luôn trời. Hai muối nữa à? Hai muối rồi, lấy hết tiếng trái. Dạ, trái một tí nữa, còn cơm Thanh Trúc kìa. Thanh Trúc kìa, ra nhận có đặt hàng online không? Có. Dạ. 303 đúng không? Để đúng ký luôn. Cái vừa vừa một trái. 400 được ước quá. 730.000. 730. Ủa gì nha. Đây bên này ký à. Anh giao hàng anh sẽ luôn hàng. Đúng rồi. Đây là 3 ký 3. 366.000 hả chú? Ok. Trái này là bao nhiêu Dũng? Dạ 366.000. Dạ, trái này là 366.000. Xem thử trái sầu riêng 366.000 nó ra sao. Rồi xong. Có shipper gửi rồi không? Ngon à?
nó ok không? Nhéo nhéo. Ok. Not bad. Not bad. Not bad là tiếng nào trong tiếng Tàu. Không có tệ. Không có tệ. Ghê không? Mình định nói á anh ơi. Hay quá, anh mới vừa thấy hôm nãy không nhờ anh nói tiếng Anh xíu. À, cần nói tiếng Anh thêm không? Trời ơi, nãy lỡ quá. Anh nói tiếng Tàu. Tiếng Tàu đi. Anh nói tiếng Tàu đi. Hảo là hảo là hảo. Hảo là hảo là. Ngon ngon. Ngon ngon. Ví dụ gặp gái đẹp kêu hảo là gái đẹp. À, hay là bữa nay biết được câu à. Hảo là còn trai đẹp là sao anh? Trai đẹp là sao? Hảo là luôn, BD cũng là hảo là. Hảo là luôn hả? Là còn một nghĩa đúng không chú? Còn một nghĩa. Nhưng mà lấy ok rồi đó, trong hơi ướt. Rồi, lấy lại chơi khác. Giờ không được là sao? No good, no good. No good, no good là trời ơi, vừa nói tiếng Anh thì vừa nói tiếng Hoa đó. Dạ, lấy chiếc cơm được không ạ? À? Cái gì? Lấy một chiếc cơm được không ạ? À? Con cơm nha. Cơm là bao nhiêu? 330. 300 rồi rồi. Dạ, mà chỗ đổi. Trời, lấy trái nha. Lấy ký cơm. Nghe bà chủ á. Như mình thì dễ rồi. Dạ. Chủ dạ. Dạ. Bất ngờ anh trai nói vừa nói tiếng Hoa mà vừa nói tiếng Anh luôn. À. Có đăng kênh nào vậy ông? Cuộc sống Sài Gòn TV và Út Phương Vlog. Út Phương Vlog. Ừ. Thấy quay hoài không có để. Dạ. Rồi, cái này là quá tuyệt vời, not bad. Not sure hả, not sure. Ok không anh? Một ký mà. Béo hết ngay không? Ok. Cái này mà... Mối chê. Mối này với mối kia khác. Cái kia nó bị sụn rồi. Sụn nước. Trái này của anh ở bên trái kia đúng không? Bà chủ mới vừa mua đồng hồ Rolex đính kim cương. Bữa nào anh ri chắc Thái anh về đó, nó ri chắc Thái anh giới thiệu cho một chiếc đồng hồ xịn nhất thụy sĩ. Lấy ký ok luôn nhưng mà cân thử lên sao rồi. Cái này là được cân đúng không? Cái đồng hồ đó là hơn Rolex luôn á. 8 lạng rồi đó. Thôi bỏ mấy cái muối kia ra đi, lấy trái này thôi, nó đúng okay. Là trái. Đúng, 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 đúng. Hợp lý. Hai ba trái nó không có đúng bài. Dạ. Ok. Rồi lấy đủ 1 ký, hơn chút xíu cũng được. Dạ. Còn lấy hai trái. Cái này chắc chi mấy được á, chi mấy được. Gì vậy? Dạ, cái muối đó bị lỗi á. Lỗi đâu đi. Cái nào ngon bỏ vô, cơm này cơm đỏ rồi, cơm lửa luôn ha. Rồi, chín lạng mấy rồi? Còn muối nó lấy luôn rồi. Tặng luôn rồi. Lấy luôn là mình tiếng Hoa là nói sao anh? Không biết. Bà chủ đồ. Dạ. Không biết tiếng Hoa, không biết, ít hơn. Biết vài câu xã giao. Lấy luôn, hả? Rồi xong thôi 424 cái gì kỳ á, cái hai nãy 306 hả? Dạ hồi nãy 303 một ký cơm mà cái này là gần 1.3 anh lấy đó được không? Ok lấy đó đi. Dạ 402 cái này cho anh ra ngoài nhóc cái này cho anh đó. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. 177.000 đó anh trai ơi. Bye bye.